Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành làm rõ nhóm 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Hiền, 36 tuổi, Nguyễn Thị Liền, 33 tuổi, Nguyễn Đại Vinh, 31 tuổi, cùng trú phường Thanh Khê Tây và Nguyễn Văn Hùng, 33 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp đồng phế liệu có giá trị gần 200 triệu đồng vào ngày 5 tháng 7 vừa qua. Cụ thể, chờ đêm muộn, Hiền rủ Liền và Vinh là em ruột và bạn trai là Hùng cùng đi trộm cắp tài sản tại một kho phế liệu nằm trên đường Lê Đại Hành do bà Trần Thị Bông trú phường Nam Dương, quận Hải Châu làm chủ. Tại đây, Hùng đi bộ thám thính, còn Hiền và Liền ở ngoài cảnh giới. Hùng dùng kim cộng lực phá khóa đột nhập vào bên trong, thấy 8 bao tải chứa lõi dây kim loại đồng nên ra hiệu để Liền và Hiền phối hợp khiêng ra. Vinh cũng biết và tham gia để chở số đồng trên về phòng trọ. Sáng ngày 6 tháng 7, Hiền chia số đồng thành 10 bao tải, trọng lượng khoảng 220 kg, và đem bán cho một tiệm phế liệu trên địa bàn phường Thanh Khê Tây được hơn 40 triệu đồng. Số tiền có được, cả nhóm chia nhau trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau thời gian tích cực vào cuộc, tối ngày 8 tháng 7, Công an quận Cẩm Lệ đã bắt giữ được cả 4 đối tượng và thu giữ gần 80 kg số đồng phế liệu đã bị trộm cắp.